안녕하세요. 저는 베트남 사람입니다. 그동안 잘 지냈어요? 반갑습니다. 네, 오랜만이에요. Đồ thôi, hello universe, chào mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của Cường X. Trong cái vlog ngày hôm nay, mình sẽ giải đáp các cái vấn đề như là trong một lon bia có bao nhiêu calo, tại sao uống bia lại khiến các bạn nhanh mập hơn, trung bình một cái bữa nhậu các bạn sẽ tăng bao nhiêu ký, làm thế nào để có 6 múi, 8 múi hay là cơ 1-1 một cách nhanh nhất, cheat meal như thế nào là tối ưu, ăn đêm có khiến các bạn bị mập hay là không, và còn rất nhiều cái vấn đề hay ho hấp dẫn khác xung quanh cái việc giảm cân. Ok, không dài dòng nữa. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. Trước khi đi giải đáp những cái vấn đề đó thì mình sực nhớ ra ông cha ta có một cái câu nói rất là hay, đó chính là miếng trầu là đầu câu chuyện, cho nên là mình xin phép thưởng thức cái miếng trầu của mình trước, rồi sau đó mình sẽ giải đáp các cái vấn đề đó cho các bạn ha. Này là bạch tuộc nha mọi người. Đây là cái lẩu tteokbokki, một cái lẩu của Hàn Quốc rất là đặc trưng. Đây là phô mai nè, tan chảy luôn nè, chu. Đó, ok, mình sẽ thưởng thức phô mai trước đi. Chu. Mình chỉ biết ăn chút gà ha. Miếng trầu của mình nó hơi sai sai. Mềm quá, tan chảy vô miệng luôn. Ok, cái vấn đề thứ nhất, trong một lon bia có bao nhiêu calo? Thì một lon bia như này, một lon bia Tiger 330ml đi, thì nó sẽ có tầm 150 calo. Đó, so với cái ly trà sữa thì cái lượng calo trong bia không có cao nha các bạn. Ví dụ một ly trà sữa các bạn uống thường ngày đây là nó có 500 calo. Tính ra là các bạn uống 3 lon bia, cái lượng calo của nó vẫn thấp hơn các bạn uống một ly trà sữa. Vậy thì tại sao uống bia lại dễ bị mập hơn uống trà sữa? Các bạn có thắc mắc vấn đề đó không? Ví dụ như trà sữa đi, bình thường mình uống một ly trà sữa là mình đã no bể bụng rồi. Còn ví dụ khi uống bia thì các bạn đâu phải uống một lon đâu, các bạn uống rất là nhiều luôn. Ví dụ như mình nè, thì mỗi lần mình đi nhậu thì mình uống tầm 10 lon, mình uống vui vui thì tầm 10 lon. Có nhiều bạn nữa thì uống một két, một thùng, mấy cái tiêu phong hay là đồn dự hương chút gì đó thì các bạn uống dữ lắm. Cho nên là tuy một cái lon bia chỉ có 150 calo thôi, nhưng mà các bạn uống nhiều thì cái lượng calo của nó sẽ tăng lên, tăng lên. Ví dụ như mình uống 10 lon đi, nó sẽ lên tầm 150 x 10 là 1.500 calo đó, thì nó sẽ gấp 3 lần so với các bạn uống một ly trà sữa. Đó là nguyên nhân thứ nhất nha. Cái nguyên nhân thứ hai là gì các bạn biết không? Khi đi nhậu á thì các bạn đâu chỉ uống bia đâu. Như mình nè, mình còn đi phá mồi nữa. Mà cái thức ăn trên cái bàn nhậu là cái gì? Là những cái món chiên rán, những cái món quá trời calo luôn. Cho nên là các bạn ngồi bê bết từ sáng tới chiều thì các bạn ăn cái lượng calo trong cái thức ăn thì nó sẽ cộng lên rất là khủng khiếp. Bình thường mình nhậu từ 6:30 cho tới 11, 12 giờ đi thì mình ăn chắc cũng tầm 2.000-2.500 calo đó. Bởi vì trên bàn nhậu có quá trời món ngon luôn. Đó thì các bạn có thắc mắc là một cái bữa nhậu là sẽ khiến các bạn tăng lên bao nhiêu ký không? Thì ví dụ một cái bữa nhậu của mình là mình uống 10 lon đây là 1.500 calo, mình đi phá mồi nữa là 2.000 calo nữa, thì cái bữa nhậu hôm đó mình sẽ nạp vào cơ thể là 3.500 calo, thì nó sẽ khiến mình tăng bao nhiêu ký các bạn có biết không? Cứ trung bình là các bạn nạp dư 7.700 calo thì nó sẽ khiến các bạn tăng 1 ký, thì một cái bữa nhậu của mình nạp vào 3.500 calo thì nó sẽ khiến mình tăng lên gần nửa ký đó các bạn. Giờ tính xương xương là một tiếng tập gym của bạn chỉ đốt cháy 400 calo thôi, thì bạn phải tập gần 9 tiếng á, 493.600 đó, bạn phải tập gần 9 tiếng để đốt hết 3.600 calo từ cái bữa nhậu đó ra. Bạn ngồi bạn thấy như thế nào, khiếp thiệt luôn á. Với lại á, một tuần các bạn giảm xúc quần chỉ được nửa ký thôi, nhậu các bữa tăng lên nửa ký đó, các bạn thấy nó mệt mỏi chưa. Ví dụ một tuần mà bạn nhậu 2 ngày là thôi, cái sự nghiệp giảm cân coi như buông bỏ luôn, kiếp này coi như bỏ luôn. À với lại á, cồn trong bia nó còn kích thích cái sự thèm ăn của các bạn nữa. Mà trên cái bàn nhậu thì làm gì có các món healthy, toàn là các món nhiều calo thôi, cho nên các bạn sẽ dễ bị mập khi mà đi nhậu. Cho nên các bạn khi giảm cân thì bớt đi nhậu lại. U là trời. Này là mandu rồi các bạn. Ừ.
Chu vậy. Có một cái lưỡi này nè các bạn. Đó là cái bánh gạo này. Còn đây là gì các bạn biết không? Đây là chè cá Hàn Quốc. Còn một nguyên nhân rất là quan trọng, đó chính là bia nó làm ngừng quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cơ thể sẽ ngừng đốt cháy chất béo khi mà nó phát hiện trong máu của bạn có cồn. Thay vì cái việc nó đi đốt chất béo thì nó sẽ ngừng cái việc đó lại để nó đi đào thải cái cồn trong máu của bạn ra bên ngoài. Cho nên đó là một cái nguyên nhân khiến các bạn mập đó. Thì tổng hợp lại là cả ba cái nguyên nhân đó nha các bạn. Nói thì các bạn sợ đúng không? Các bạn sợ, các bạn nhầm cân, các bạn sợ đúng không? Nhưng thiệt ra mình đã nói ở những cái vlog trước là cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Theo các cái nghiên cứu của các cái chuyên gia thì người ta nói một ngày uống một lon bia sẽ rất tốt cho sức khỏe. Theo một cái nghiên cứu mình đọc được ở Canada, uống một lon bia mỗi ngày thì sẽ giúp giảm nguy cơ mắc cái bệnh tim đến 60%. Đó, cho nên hôm nay mình được phép uống bia nha các bạn. Các cái em nhỏ mà dưới 18 tuổi thì không nên uống rượu bia nha. Hình như là cũng hơn 6 tháng rồi mình chưa đụng tới một cái lon bia. Bây giờ là cái lon đầu tiên này. Uống thử cảm giác nó như nào nha các bạn. Ăn cái tteokbokki mà uống bia thì bá cháy rồi. Bá cháy bà chét rồi. Nhức nách luôn các bạn. Đùa thôi, chứ uống bia mình thấy không có ngon lành gì đâu. Ví dụ bây giờ các bạn đi uống bia đi mà các bạn không có muốn uống nhiều, các bạn đang trong quá trình giảm cân á, mà người ta nói với các bạn là chú không uống với anh Kelly này là chú không cần để mặt anh rồi nha. Đó thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Thì có cái cách xử lý nha các bạn. Cái gì nó cũng có cái cách hết á. Thì các bạn có thể trả lời như thế này nè. Không lẽ tình anh em chúng mình chỉ đo bằng cái một cái ly rượu thôi, một cái ly bia thôi sao? Thì cái người kia sẽ im liền. Nếu các bạn mà xéo sắc hơn nữa thì các bạn có thể nói là thôi bây giờ anh em mình nể qua nể lại thì thôi luôn, nuốt luôn cái ly được không? Hay là xéo sắc hơn nữa đi, không phải không nể mà là khinh nha. Thì có rất là nhiều cái kiểu trả lời nha các bạn. Với lại mình thấy uống nhiều hay uống ít đó thì nó đâu có chứng tỏ được cái điều gì đâu các bạn. Nó chả thể hiện được cái điều gì hết á. Các bạn có nghe với các cái vụ như là tai nạn giao thông hay là gì không? Thì đó, những cái người mời á, thì có chịu trách nhiệm về cái chuyện đó hay không? Thì mình đó, người ta cũng đâu suy nghĩ được cái chuyện đó đâu. Người ta chỉ biết là ra vẻ tới đây vậy thôi. Chứ thiệt ra nói chung là mình cũng không muốn nói về cái vấn đề này nhiều. Nhưng mà các bạn nên suy nghĩ về cái chuyện đó đi ha. Mình sẽ ăn tiếp cái món gì đây để mình đi lặn ở dưới thử có cái gì không? Mình đu ăn rồi nè. Mật đây hả? Ok, mình sẽ ăn một miếng mật nha. Sực sực dai dai. Đây là món gà rán. Gà rán nó bỏ luôn đi chỗ này luôn. Tteokbokki mình ăn rồi nè. Đây, chân cút. Ngon á. Nấm kim châm. Đây, dồi heo nè. Ok, bây giờ mình sẽ giải đáp tiếp với câu hỏi thứ hai. Làm thế nào để có cơ bụng 6 múi, 8 múi hay là cơ mọc 1 một cách nhanh nhất? Thì trước khi đi giải đáp câu hỏi này thì mình vừa mới ra xong cái vlog gặp bụng rồi đó. Các bạn thấy như thế nào? Các bạn tập theo có được hay không? Đó là những cái bài tập mình đã sử dụng chỉ trong vòng 2 tháng thôi mà nó khiến cái cơ bụng của mình nó khủng khiếp như vậy đó các bạn. Cho nên những cái bài tập bụng của mình là những cái bài tập ở cái level rất là cao. Các bạn có thể đối chứng lại nha. Đó, mình sẽ để ở cái màn hình bên này này đó. Các bài tập bụng mình tập trong tháng thứ 2 và tháng thứ 3. Đó, y chang luôn. Đó, đó thấy chưa, các bạn thấy chưa? Nó là một của các bạn. Các bạn nói sao mà nó khó quá. Thực ra nó không có khó đâu các bạn. Các bạn cứ tập từ từ. Mới bắt đầu tập thì các bạn không cần tập đúng theo cái biên độ của mình. Các bạn chỉ đi 1/2 hoặc là 1/3 cái biên độ thôi cũng đủ ok rồi. Ví dụ như cái bài sit up, mình sẽ để màn hình ở đây ha. Đó, thì thay vì các bạn lên hết như mình thì các bạn có thể gập cái bụng nhì lại một xíu thôi, từ từ để nó làm quen với cái động tác đi, cho cái bụng của bạn nó khỏe trước đi. Đó, hay là cái bài side plank, là cái bài nghiêng qua á, thì thay vì các bạn giơ cái tay lên, các bạn đi
cái cơ bụng thì các bạn có thể chống một cái tay này kia ở trên cái hông và các bạn giữ im đó để tập lại quen với động tác đó đi. Hoặc là cái bài 90 degree crunch á, thì các bạn không cần phải lên sát như mình, các bạn chỉ lên kém nhận cái bụng trước thôi. Chưa mới bắt đầu tập thì các bạn tập theo mình thì cũng hơi khó thiệt, nhưng đó là những cái bài hiệu quả nhất, mình khẳng định là hiệu quả nhất. Trong lúc giảm cân á, mình phải đi chọn lọc rất là nhiều cái bài tập bụng và mình chỉ lọc ra 7-8 bài như đó. Đó là những cái bài mình tập thấy hiệu quả nhất, cho nên đó cũng là cái lý do mà tại sao chỉ trong vòng 2 tháng thôi mình có thể có một cơ bụng đẹp như vậy được. Các bạn cứ tập theo đi, dần dần nó sẽ quen thôi à. Thì người ta có một câu nói như thế này rất là hay, đó là nếu bạn làm cái gì đó thì chưa chắc bạn thành công, nhưng mà nếu bạn không có làm nó thì chắc chắn bạn sẽ thất bại. Đó, cho nên cứ tập đi, có thể tập theo mình hoặc là các cái vlogger khác cũng được. Các cái vlogger khác thì bài người ta sẽ dễ hơn, nhưng mà có một cái điểm mình rút ra là sẽ có bài các bạn tập không có vô cơ của các bạn đâu, với lại các bạn tập sẽ không biết là nó có vô cơ bụng hay là không. Còn cái bài của mình khẳng định đó, các bạn tập bài nào là vô bài nấy luôn, vô là vô nát cơ bụng của các bạn luôn, xí từng cái múi cơ của các bạn ra rất là đẹp luôn. Mình muốn cái thời gian tập bụng mình bỏ ra á, nó phải thật sự hiệu quả, chứ không phải là tập không biết có vô hay là không. Cho nên đó, các bạn just do it. Còn nếu các bạn mà không có tập được như vậy nữa thì mình sẽ nghiên cứu tiếp một cái vlog cặp bụng dành riêng cho người mới, là những người mới bắt đầu tập luôn á, thì mình sẽ lập ra những cái bài nào mà mình cảm thấy dễ và nó hiệu quả nhất, ăn nhất, thì mình sẽ tập cùng các bạn. Đó là cái chuyện các bài tập bụng nha. Còn cái việc là làm thế nào để có cơ 6 múi, 8 múi hay là cơ 1-1 một cách nhanh nhất, thì chúng ta đã có sẵn cái múi bụng ở bên trong rồi, nhưng mà nó đang bị các cái lớp mỡ che giấu đi thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở bụng của các bạn này nó sẽ chia ra làm ba cái thành phần chính đi. Cái đầu tiên là lớp mỡ dưới da, sau đó mới tới lớp cơ, và lớp trong cùng là lớp mỡ nội tạng. Và chỉ khi các bạn giảm hết cái phần mỡ dưới da và cái mỡ nội tạng kết hợp với việc tập cái cơ bụng của các bạn, nó sẽ khiến cho cái cơ bụng của bạn săn. Khi mà cái cơ bụng của các bạn săn cộng với cái việc cái lớp mỡ đó dần dần nó thu nhỏ lại, nó giảm mỡ lại á, thì cơ bụng của các bạn nó sẽ lộ rõ ra. Cho nên á, cái cách mà để có 6 múi, 8 múi hay cơ 1-1 một cách nhanh nhất là các bạn phải kết hợp giảm mỡ toàn thân với lại tập bụng. Thì có một cái sai lầm như thế này mình thấy ở các bạn á, là các bạn dành ra cả tuần để tập bụng, một tuần 7 ngày các bạn tập bụng 7 ngày luôn. Thì theo mình cái đó là không có tốt đâu nha các bạn. Mình nghĩ theo mình nha, một tuần á thì mình tập bụng tầm 2-3 buổi thôi. Tuần lười quá thì mình chỉ tập có một buổi thôi. Đó, thì tại sao lại như vậy? Như mình đã nói đó, thì các bạn phải giảm mỡ toàn thân trước đã, bằng các cái bài tập gym này, hay là các cái bài compound, hay là các bài kết hợp nhiều nhóm cơ, hay là các cái bài cardio, các cái bài full body. Đó, miễn là có vận động cho mình, một tuần tầm 4-5 buổi đi. Rồi, trong cái tuần đó thì các bạn dành ra 3 buổi, thì một buổi tầm 10-15 phút gì đó các bạn tập bụng. Đó, nó đã là quá đủ rồi. À, sang tiện nói luôn á, mình sẽ ra các cái bài tập full body, các cái bài cardio hiệu quả nhất, không dụng cụ, để cho các bạn tập tại nhà. Ok chưa? Ngồi nãy giờ đồ ăn nó nở ra hết rồi các bạn, nhưng mà không sao, ăn vẫn ngon. Ức gà, bông cải xanh, trứng gà mà nó ngon như vậy thì mình ăn giảm cân suốt cũng được. Ok, tiếp theo là câu hỏi thứ ba, ăn đêm có khiến các bạn mập hay không? Vài cái ý kiến á, cho rằng á, là ăn sau 7 giờ nó sẽ khiến cái cơ thể của các bạn tích mỡ nhiều hơn việc các bạn ăn vào các cái khung giờ sớm hơn. Thì cái quan điểm này đúng hay sai thì mình không có quan tâm nha các bạn. Đó, mình không có quan trọng chuyện ăn vào lúc mấy giờ hết. Ví dụ như mình đi làm về mà khuya quá á, hay là mình làm mà mình quên ăn luôn á, tới 1-2 giờ sáng mà mình đói á, thì mình vẫn kiếm cái gì đó mình ăn nhẹ vào. Chỉ cần các bạn đảm bảo cho mình cái calorie in, là cái năng lượng, cái lượng calo mà các bạn nạp vào trong một ngày á, nó nhỏ hơn cái calo out, là cái lượng calo mà các bạn tiêu thụ trong một ngày á, thì các bạn sẽ giảm cân. Đó, còn bạn ăn vào khuya hay là khung giờ sớm hơn á, mình nghĩ nó vẫn tương đương nhau, không có gì khác biệt lắm. Và mình cũng không bao giờ quan trọng cái chuyện đó. Cho nên là cái việc ăn đêm hay không á, thì thật ra nó không quan trọng lắm đâu. Mà mình thấy nhiều người hay quan trọng cái chuyện đó quá. Chỉ lưu ý cho một điều á, là khi mà các bạn ăn đêm á, thì đừng có ăn quá no là được. Bởi vì sao? Khi các bạn ăn no là các bạn ngủ liền á, thì nó dễ ảnh hưởng tới dạ dày của các bạn. Đó là cái câu hỏi thứ ba. Ok, xong hỏi thứ ba rồi, mình sẽ tự thưởng cho mình một cái miếng gà rán cay vừa. Câu
hỏi thứ tư, cheat meal như thế nào là tối ưu? Cheat meal là gì? Đó là một cái bữa ăn gian lận. Nó nghĩa là trong một cái tuần đó các bạn ăn kiêng. Từ thứ hai cho tới chủ nhật thì các bạn sẽ chọn ra một cái bữa để mà ăn gian, có nghĩa là ăn cái món bạn thích á. Một bữa nha các bạn, chứ không phải là một ngày đâu. Khi cheat meal thì các bạn hỏi mình là ăn cái gì để tối ưu, thì mình trả lời luôn, đó chính là ăn cái món nào các bạn thích là nó sẽ tối ưu thôi à. Bởi vì cái việc cheat meal theo mình á, nó sẽ là một cái bữa ăn tự thưởng cho các bạn sau một tuần mà các bạn đã giảm cân cực khổ rồi. Cho nên cứ việc ăn cái món mà các bạn thích, đó là cái bữa ăn cheat meal tối ưu nhất. Ví dụ như mình thì mình ăn bún bò, còn các bạn có thể ăn các món khác như là bún đậu mắm tôm, hay là ăn phở, hủ tiếu, ăn pizza, ăn lẩu tteokbokki, ăn bala, nhậu nhẹt cũng được, chơi bá cháy với mình. Nói chung cứ ăn cái món gì các bạn thích, chứ đừng có bao giờ mà sợ cái này sợ kia. Cứ ăn đi, bởi vì các bạn kịch trong một tuần các bạn đã ăn khổ rồi, ăn kiêng mà, có ăn cái gì sung sướng đâu. Cũng xoay quanh mấy cái món như là bông cải xanh, ức gà, trứng gà, rồi khoai lang. Cho nên là cứ ăn thoải mái đi, rồi có sức để mà giảm cân tiếp nha các bạn. Bây giờ mình cũng ăn thoải mái đi. Mình sẽ cho một cái con rau bạch tuộc vào miệng mình. Các bạn nghĩ là cái này có thể vào hết không? Mình nghĩ là không đâu. Rồi bề mẹ rồi. À, các bạn có hỏi mình thêm một câu nữa là nếu mà hết bơ thì nên ăn cái gì? Mình thường lấy chất béo từ bơ, sau đó là hạnh nhân đó. Nhưng mà theo mình chất béo từ bơ là tối ưu nhất và là tốt nhất. Cho nên bằng mọi giá các bạn phải tìm được bơ để mà các bạn ăn. Bởi vì lợi ích của bơ thì mình đã nói ở các vlog trước rồi, nó rất là khủng khiếp. Hãy tìm bơ để ăn. Bơ là cái thực phẩm cung cấp chất béo tốt, rất là xịn sò con bò. Đó là những thứ mình đã giải đáp ở trong cái vlog ngày hôm nay. Mình tin là nó sẽ giúp các bạn phần nào đó hiểu rõ hơn, để không có bị tích mỡ hay là không bị tăng cân quá nhiều, như là hạn chế được cái việc bia rượu hay là những cái thứ khác. Cái vlog ngày hôm nay mình sẽ không có chỉnh sửa nhiều, bởi vì hôm nay là giờ cái giờ mình quay là thứ tư rồi. Thứ năm, thứ sáu, thứ sáu mình sẽ lên Đà Lạt để làm gì các bạn biết không? Mình sẽ lên Đà Lạt, mình quay cùng với một cái thằng bạn của mình là top reviewer nổi tiếng nhất Đà Lạt đó. Lên chỉnh quay cái gì thì các bạn cứ đón xem ha. Nhưng nó là một trong những hot tiktoker, thì mình sẽ lên mình ký phim nó một xíu. À, thì quay gì thì các bạn nhớ đón xem ở trong tuần sau hay tuần sau nữa vậy đó. Nếu mà trôi chảy thì mình sẽ cho lên, nhưng mà không biết có quay được hay không. Mình dự đoán đó là một chuyến đi bất ổn á. Ok, với lại sắp tới thì cái kỳ World Cup sắp khởi tranh rồi đó các bạn. Cho nên là mình không có dám chắc là mình sẽ ra cái vlog đều đâu. Bởi vì như các bạn đã biết, cái khả năng đá banh của mình nó hay từ cỡ nào rồi đó. Các bạn xem cái vlog mà ngày đá banh của mình thì các bạn thấy. Cho nên World Cup khởi tranh thì mình bận đi thi đấu rồi các bạn, không biết là có ra vlog kịp hay không. Nhưng mà cứ nhớ đón xem vào 21 giờ thứ bảy hàng tuần nha các bạn. Thì cái vlog ngày hôm nay nó là như thế đó, một cái vlog cũng hơi bất ổn một xíu. Cái đồ ăn của mình, cái lẩu tteokbokki của mình giờ nó thành khô rang luôn các bạn, nó cạn nước luôn rồi nè, đó giờ nó khô rang luôn rồi. Nhưng mà ăn vẫn ngon nha các bạn. Thì các bạn có câu hỏi nào thì cứ comment bên dưới đi, khi nào mà mình rảnh thì mình sẽ trả lời các bạn, trả lời hết luôn. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình để mình có thêm động lực ra những cái chiếc video mới vào mỗi 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Ok, reviewer đã tới rồi. Hello mọi người, lại là tôi Eric đây.